Ông tướng của Hoa Kỳ, tướng Miller đó, chủ tịch tham mưu trưởng Liên Quân, ông nhắc là bên cái vấn đề cung cấp vũ khí cho Đài Loan phải nhanh lên, tăng tốc lên. Cũng giống bên Ukraine, thì lúc nào họ cũng than van là Hoa Kỳ và Âu Tây chậm chạp quá. Thành ra là bây giờ họ bên bây giờ đối với bên Đài Loan cũng vậy. Ông tướng Mark Miller đã nói rằng Đài Loan cần các vũ khí như là hệ thống phòng không và những vũ khí có thể nhắm mục tiêu vào tàu từ đất liền. Ông nói tiếp là tôi nghĩ điều quan trọng là quân đội Đài Loan và khả năng phòng thủ của họ phải được cải thiện. Kể từ năm ngoái, Đài Loan đã có phàn nàn về sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí của phía Hoa Kỳ. Chẳng hạn như tên lửa phòng không Stinger, khi các nhà sản xuất chuyển nguồn cung sang bên Ukraine trong lúc cuộc chiến chống Nga xâm lược. Vấn đề này đã khiến một số nhà lập pháp Hoa Kỳ lo ngại, thì cũng đúng. Tự nhiên nó có cái cuộc chiến Ukraine bất ngờ xảy ra thì tự nhiên cái Đài Loan nó bị lu mờ đi quý vị, cái đó cũng là bình thường, tại bây giờ nó phải đổ ở cuộc chiến đang xảy ra nhiều hơn, cho nên là Đài Loan nó bị không còn phải là cái trung tâm để cho các nước khác chú ý. Đài Loan cho biết chi tiêu quốc phòng của họ năm nay sẽ tập trung vào việc chuẩn bị vũ khí, thiết bị cho cuộc phong tỏa toàn diện của Trung Cộng, bao gồm bộ phận máy bay chiến đấu F-16 và bổ sung vũ khí. Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận quanh Đài Loan hồi tháng 8, bắn tên lửa qua Đài Bắc và tuyên bố các vùng cấm bay, cấm tàu cho một cái cuộc mô phỏng như là họ sẽ tìm cách cắt đứt Đài Loan trong một cuộc chiến. Trong những ngày gần đây thì quân đội Trung Quốc đã thực hành các hoạt động phối hợp trên biển trước cuộc tập trận thường niên của Đài Loan vào cuối tháng này, và trong đó họ sẽ mô phỏng việc sẽ phá vỡ một cuộc phong tỏa của Trung Cộng. Tướng Miller cũng nói rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang ở điểm rất thấp. Và cuộc ngoại giao gần đây gặp nhau, bao gồm Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu bên Trung Cộng là Vương Nghị, rất quan trọng để hy vọng sẽ giảm thiểu cái nguy cơ leo thang. Phần lớn lực lượng của Mỹ trong khu vực Đông Bắc Á, bao gồm 28.500 quân ở Hàn Quốc và 56.000 quân ở Nhật Bản. Tướng Milley nói là chúng tôi đang nghiêm túc để xét xem các lựa chọn khác để có thể có khả năng lúc cần chúng tôi sẽ chống đỡ nếu Trung Cộng tấn công, thưa quý vị.